Xin chào mọi người, hôm nay mình đang có mặt tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Mình hôm nay là sáng thứ bảy và mình dẫn con của mình đi tham quan ở trong này. Đây là một công trình xây dựng hơn 150 năm về trước do người Pháp xây dựng. Và hiện nay là một trong những cái 108 cái sở thú, 108 cái khu bảo tồn mà lớn nhất trên thế giới. Mình sẽ quay phim cho các bạn chị xem bên trong này. Thì phía trước đường đây là đường Lê Duẩn, và nếu mọi người mà đi thẳng cái đường này lên á thì sẽ gặp Dinh Độc Lập. Mình đã có cái video mình giới thiệu cho các bạn chị trên các kênh của mình rồi về cái công trình Dinh Độc Lập. Đang đi thẳng lên là sẽ gặp Dinh Độc Lập. Còn trong đây là cái khuôn viên của Thảo Cầm Viên, hay còn gọi là sở thú. Thì Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một cái không gian rất là rộng và có rất nhiều cây xanh. Bên đây thì có cái đền thờ các vua Hùng, cũng xây dựng khá là lâu. Và bên hông bên này thì có cái bảo tàng lịch sử Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng lịch sử. Đây cũng là một những cái tòa nhà cổ. Mình vừa mà mua vé vào cổng và vé người lớn á là 50.000, và vé trẻ em mà cao trên 1m3 trở xuống, 1m đến 1m3 là 30.000 đồng. Còn nếu mà gia đình mà đi với em bé nhỏ thì em bé nhỏ được miễn phí. Mình vào đây soát vé nè. Rồi con cầm vé đi. Đây em với em bé. Bé này thấy bù 20, nó cao hơn cái chú này. Không, nó bù 20.000 nữa hả? Bù tại đây, hai bù, lớn mới đúng. Dạ, bù tại đây luôn hả? Dạ, dạ. Rồi, bù. Con qua trước đi. Rồi, bù 20.000. Cô này cô bấm vé đi. Rồi. Bây giờ đây anh đi, em chấm. Rồi. Rồi, anh đi qua luôn à? Anh đi qua luôn. Dạ. Như vậy bé nhỏ là cao hơn 1m3 cho nên là phải mua vé người lớn luôn. Đó là đấy con. À, sơ đồ đó, con cầm đi. Trong đây có rất là nhiều cây cổ thụ, cây những cây gỗ quý. Có kích thước cũng như là cái chiều cao rất là cao, tại vì cả hàng trăm năm rồi. Những cái cây cái này như mọi người thấy, cái là cây sọ khỉ, rất là cao. Lại có cái tượng của một nhà gọi là thực vật học người Pháp. Mình coi coi phần tiếng Việt đi con, tiếng Pháp. Không có tiếng Việt. Còn có tiếng Việt không? Không có tiếng Việt. Tiếng Pháp không à. Ông là người có công xây dựng cái Dinh Độc Lập này. Cái khu Thảo Cầm Viên này xây dựng từ năm 1865. Này. 864 hả? Rồi đi qua đây con. Mình ghé là chỗ bên hông cái mình ghé lại cái bên hông của cái khu cái tòa nhà đền thờ các vua Hùng.
Đây có tượng của một con voi. Tượng của con voi ở kế bên của cái đền thờ các vua Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn viên sở thảo cầm viên là mọi người thấy là đây là có cái Đức Hoàng đế, Đức Hoàng đế Paramin Maha Parajadipok, vua nước Sim, đã tặng để lấy làm kỷ niệm trong việc ngài ngự qua đêm ở nước Indochina lần đầu, ngự lên Sài Gòn vào ngày 14 tháng 4 năm 1930. Nước Sim là nước Thái Lan đó các bạn, vua của nước Thái Lan. Nước Sim là nước Thái Lan. Đây là cái bức tượng của ông vua đó, ông tặng nhân dịp là lần đầu tiên ông tới các nước Đông Dương và lần đầu tiên gọi là ông tới Sài Gòn vào năm 1930. Đây các. Bây giờ mình đi thả đi thăm các vườn thú. Ở trong khu viên là khá là mát. Đây có cái đường này đi là đi thăm chuồng con voi nè. Đi con đi qua đây. Vườn bướm mà, đi vào vườn bướm mà. Con khỉ vào đây coi đi. Con trùng khỉ là bên này nè con. Trùng con khỉ là bên này nè. Đây là vườn hồng hạc. Đó, flamingo đó. Đây là khoảng lần thứ hai mình vào đây, chứ lần đầu tiên mình vào thì cách đây khoảng gần 20 năm. Và đây thì coi như lần có gia đình, có con và dẫn con theo, chứ lần trước thì mình đi là lúc đó khoảng năm 1999. Đây là cái chuồng khỉ, rất là nhiều cái con đang bù ở trên các đây Vinh ơi, lặng coi nè. Một con nó bu đây nè, bên lại con này con. Con khỉ đang ăn cái gì kìa. Đang ăn cái gì? Đây, đi qua hướng này con voi. Cái con vọc. Con vọc bạc này. Đây là xây dựng những cái chuồng khá là lâu đời.
con đây, con dưới là con nhím đó con. À, con dưới là con nhím nè. Là cái gì vậy bố? Con nhím ở dưới nó. Không biết rồi, để làm gì? Thì cái chuồng của nó, đi, qua đây. Nhím siêu to, khổng lồ. Thăm can là cái chuồng của con khỉ. Đi qua đây, mà giờ mình đi qua đây mình coi con voi nè. Đây coi, voi châu Á nè. À đây voi. À, thì đây là động vật mà quý hiếm á, đây là những con động vật mà gọi là nguy cấp, nghe không? Tức là phải bảo vệ. Đúng rồi, phải bảo vệ. Không được vậy nha. Rác về là hư rồi, mẹ sẽ nói con ăn ăn. Đục được bắt ông không? Đó, con voi kìa. Con kìa có cái vòi. Ngà voi mình tắm. Đi xuống đây coi. Trong đây thì thảm thực vật, cây rồi những cái vườn thú thì khá là mát, vì người ta trồng, người ta những cái cây các bạn vừa thấy như là loại cây cao hay là cây. À, rồi mình làm coi cái con voi, có cái vòi, có cái ngà nè. Ở đây mình không có dùng được đâu, nó xa lắm. Đó, con voi này có cái ngà. Con nói là mua đồ ăn cho dê. À, dê thì đi qua quầy dê, đi qua chỗ chuồng. Bác ơi, cái ngà nó dài. Cầm cái. Ngà dài. Nó cầm bình nước. Rồi, mình đi tiếp xuống đây coi. À, voi châu Á nè. Phân bố Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Lào, Campuchia, Ấn Độ. Đúng rồi, voi hiếm. Rồi, dưới này còn một con voi nữa nè.
có giống như đầu kia kìa. Người ta để cái bàn thẳng tại vì á. Ông cổ à. Nó đói bụng mà nó khó chịu á. Ha. À, thì người ta cho với làm gì con? Ta cho. Đây đi lại khúc kia, đi lại khúc phía kia rồi đây. À, đây có con hươu hươu cao cổ. Đây là bọt cao nhất thế giới. Đây. Này. Này hươu cao cổ nè. À con đứng con coi voi này, con hươu này con. Hươu cao cổ kìa. Anh kỳ quá à trời. Anh này đứng ảnh buồn kìa. Chị ơi. Nó có coi gì đâu kìa mèo. Con này tuồng á, con kia thật kìa đó, thấy chưa? Cao nhất là 5 đến 6 mét nè. À, phân bố ở châu Phi, sa mạc Sahara châu Phi nè. Anh này anh buồn tình xanh quay cái mặt anh qua. Anh thấy con hươu cao cổ này nó đứng nè, nó cố tình nó trong cái bóng mát và nó buồn tình nó quay cái lưng lại nè. Ha. Đây. Bên ơi. Bên ơi. Lát đi ra kia phía kia đồng hồ. Đây. À, mình lên mình coi. Ủa sao mà Sahara là đồng cỏ savanna hả bố? Có phải là đồng cỏ savanna? Sa mạc Sahara là bên châu Phi chứ. Không biết nhưng mà người ta chở bằng cái gì qua đó? À người ta có cái loại xe tải người ta chở qua. Nhưng mà châu Phi có một bờ biển mà sao được? Có chứ, người ta để trên tàu là chở đi. À, con chở đi đến Việt Nam. À, đây qua coi dê nè. À qua coi hòa mã với dê. Dê. À bầy dê. À, đây thì dê các bạn thấy là nó ở đây khá là nặng mùi rồi mới thấy là nè bố quay nè con dê nè rồi con dê đây nè đây bé cái con dê con nữa kìa dê con nữa kìa nhiều luôn nhiều dê luôn. À, con này nè bé à,
đâu có nó mua có cỏ hả? À cũng mua cỏ hả? À cũng mua cỏ cho chị ăn phải không? Rồi à, con lon lại cũng mua đây, đây đây bố đưa tiền mua này, đâu chỗ nào bán đâu đây. Đó. Rồi con đi mua đi. À, mua cỏ cho dê. Nó ngửi cái mùi giống cái mùi dê hấp vậy. Được rồi. Bây giờ bố quay phim con cho nó ăn đi. Rồi con lại nè, con cho nó ăn nè. Lại đứng lại đây. Đứng lại đây. Đứng lại đây. Con đứng lại đây, đứng lại cho nó ăn đi. Nè nè nè, đây con. Mua 2.000 một bó cỏ nhỏ, lá cỏ và cho dê ăn. Nó giật luôn á. Mẹ dữ trời. Cho đi con cho ăn đi. Nhiều con kìa, nhiều con. Con đút đi, đút cho nó ăn đi. Nó kêu quá hả? Đi đưa đàng hoàng đó. Đút tay đó. Để cho tôi quăng bố. Thích không? Đừng có quăng như vậy. Hay mà mình mua bó nữa đi, thích quá. Nó ăn như chị con. Thích ăn hả? Ăn gì để con hả? Cái miệng nó kìa. Ở chỗ này con kia. Hai con nó giành nhau, con này ở chỗ này nè. Đó, cho nó đi, cho nó đi. Con kia đó. Đó. Con này nè đó. Đây nè con màu đen này, con màu đen này, con màu đen này, con màu đen nó thêm kìa. Đó đó con màu trắng á, đó con màu trắng á. Thì con bó đi. Bó nữa à, con cầm này đi. Trời quá. Mua một bó nữa. Mua bó nữa phải không? À đây mua bó nữa nè. Rồi đút mà rút ra cho nó ăn đi. Rút cho dê ăn đi con. Nhiều quá à. Nhiều luôn. Rút cho nó ăn đi. Rồi, một con một lá, mỗi con một lá. Rút cho nó đi. Nó no rồi đó, đố con khác đi. Đây bên này nè. Bên này nè mấy con này nè. Mấy con nè. Xa đưa thẳng đây ra nha. Đây mấy con này nè con bên đây. Đây nè, mấy con này nè. Đố cho nó ăn cái đó, con màu trắng nè con. Là đây, hai con cầm cái này đi. À, mình qua cái khu vực khác nè. À đây là hà mã.
Đây con hà mã nè, trâu trâu nước rất là to, con hà mã đó con. Nó giờ nó lên nước, nó lên trên nằm như bình thường, nó ngâm dưới nước. À, anh ngắm nhìn được nè. Nó ngâm dưới nước nè, có cái hồ nó ngâm dưới nước. Bây giờ nó cái trời nắng trời nóng á là nó sẽ xuống dưới cái ao này nó nằm và nó đưa cái mặt cái mũi nó lên thôi. Chứ bây giờ nó đang lên xe nó nằm á. Hai con bên trong nữa. Con bên trong nữa. Đây cũng có chuồng của nó, đây có một con nè, một con đang ăn cỏ kìa. Một con đang ăn cỏ ở trong này nè. À, mình zoom cho các bạn chị thấy nè, đó. Đang ăn cỏ tuốt ở trong cái chuồng của nó. Hồi nãy mới có quay cảnh con cho dê ăn không? Có chứ. Nếu các bạn muốn cho dê ăn cỏ thì đến vườn dê Thảo Cầm Viên và có 2.000 một bó thôi. À dạ. Các bạn nhớ mua nha. À thì đó con hà mã đó, cái chuồng của nó đó. Đây đi qua đây con. Thì đó là trong một những loài động vật mà gọi là nguy cấp. Đây có vườn chim nè. Anh đi trước đi. Đây không thấy con chim gì. Bồ nông nè, bồ nông chân xám. Đây là những con bồ nông chân xám nằm trong nhà kính. Nhà là nó có cái người ta làm cái tổ cho nó trên. À. Ở đây đi xuống dưới này. Cái khuôn viên của Thảo Cầm Viên này rất là rộng nên các bạn chị nếu mà đi bộ cảm thấy mỏi chân thì mình có thể mua một cái vé xe điện và người ta sẽ chở mình đi vòng quanh khu này, đi dạo quanh hết cái khu này thì vé đâu khoảng cũng 40.000 một người. Mình đang đi bộ. Ở đây có con chim chim gì đây nè. Con chim này đẹp quá à. Coi cái bảng đi. Đây này con trĩ sao nè. Con chim trĩ sao nè. Con này khá là đẹp nè. Nhìn cái mặt nó nhìn kìa. Đây cái bọc. Ủa sao có một con thôi? À một con. Đây có khu vườn chim và bên này là có khu trò chơi của trẻ em. Con rùa nè. Rùa. À bằng rùa, rùa đang nằm đây. Đây, lên đây coi. Đây con thằng đang có gì?
À, con thằng con đó là con thằng làng Nam Mỹ đó. Là một con Nam Mỹ nè. Chim nè. Ồ, cái vườn chim nè, quá trời chim nè. Chim già. Chim. Nó già quá. Đây qua đây con. Bên đây xuống đây coi cái khu dưới này coi. Ấy còn một con nữa này bố. Nhiều, dưới đây còn nhiều lắm nè. Đây mình đi xuống dưới khu dưới này đi. Đây có cọp, cá sấu nè, sư tử nè. Đây có trong cái bản đồ ta nói đi cái hướng này là mình sẽ xem được sư tử, cọp, cá sấu. Hôm nay khá là rộng nên các bạn dẫn bạn bè gia đình đi vào đây chơi thì đi dạo bao la. À, tại đây coi coi chỗ này đã, coi chỗ này có con gì không, chắc hay không. À con gấu nè. Gấu nó đang nằm dưới góc kia rồi. À con gấu nè. Không có chạy. Dâu. Rồi mình đi xuống hướng này đi con. Đâu? À đây đi qua chuồng hổ nè. Mấy cái cây này là mình cắt tỉa cành thôi anh. Cao ghê ha. Đang cắt tỉa cái cành này. À, sư tử trắng. Đây là cái chuồng của sư tử trắng. À, qua đây mình coi cho rõ nè. Đang buồn ngủ, nó ngủ rồi. À, thì nó buồn ngủ, nó ngủ con nằm ngủ rồi. À, mình đi qua hướng này đi, qua hướng này qua dùng cá sấu.
có một con thử già, con này rất già, con này rất già nằm ngủ. Con này chắc là con sư tử xa đó. À hiểu xa à, đi à, đây vườn hổ nè, trắng à, hổ trắng ấy à, có một con hổ luôn à, có hai con hổ luôn. Đây người ta làm bằng kiến cho nên là mình chỉ xem qua kiến thôi đó. Rồi xem thử qua vòng qua đi. Con trong kia đang nằm đây nè. Đây là hổ trắng. À đi xuống đây, xuống hướng này. Rồi. Đang đi đi vào đó con. Đi chơi cha đi lên đi. Đi thôi, đi qua vườn cá sấu nè. Qua wow, coi coi con con nai nè. Hết rồi, hết rồi. Kéo ơi. Kéo. À, để cho bạn nhìn coi, bạn coi coi anh nè. Đây đây là kéo. Đây, lấy xe kìa. Lên xe. Đây. Bè. À con nai vàng ngơ ngác. Đang lá cây đó con. Đưa cho nó đi, đưa nó ăn đi. Đó, nó ăn rồi đó. À, rất là nhiều. À, đẻ con ra. Cái này là nó đẻ ra anh.
nó đẻ ra nhiều vậy hả? À, đẻ ra quá trời nhiều luôn ha. Nè đây bạn cho nay. Bên chờ đi con. Sợ nó tấn công hả? Không, nó không tấn công đâu. Con sợ cái đầu nó đi đâu làm đâu tấn công. Đó. Sợ nó đi. mình đi quay quân niệm quá đỡ rồi đi cô ăn luôn cô giỏi anh rồi đi qua cái khu cá sấu này con. Rồi bây giờ mình sẽ đưa các bạn anh chị qua khu cá sấu nè. Đây có cá sấu nè. Con rất là lớn đang nằm dưới này. Con này là con thật hay là cái tượng vậy đó? Con thật đó hả? Thật á chứ. Không được bắt thú rồi. Nào qua đây. Đây con sấu thật nè. Là con sấu thật hay đó, không có sấu giả đâu. Đúng rồi, nó xuống nước á. Xuống nước nó tắm đó con. Đừng nói đừng cục mà em. Thì có lối đi vòng ra nhé. Đi bên đây. Đây con này. Cái con này lớn ghê. Là bự. To. Này. Đi xuống đi, muốn nó cắn bây giờ nè. Đang đi chơi. À đây một con nữa nè, con nằm dưới nước. À. Nó đang làm gì đó, nó đang di chuyển lên kìa. Nó đang ngóc đầu lên thôi. Rồi con kia đang bò kìa con. Con này đang bò nè. Con này to đi ơi. Nó đang chuyển động rồi bố, có nhìn nè. Biết rồi, biết rồi. Đây có lưới ra. Ấy con đang lên cò này bố. Có gì nè. Con coi đây, con coi đây.
Bắt nhiều quá hả? Rồi đi xuống đi bộ đường này rất là ngập ngừng. Mấy con coi đi, đứng coi đi. Con hổ nè con. Con hổ nè, hổ đang nằm ngủ nè. Đây là xe điện nè, cho khách đi bao nhiêu một vé vậy chị? À, dưới mét 315 cho mét 320. À dạ. À, mấy bạn không thích đi bộ thì mình đi mua vé 20 ngàn một vé thôi. Đây con hổ nè. Nó mập quá à. Ai nhìn giống bánh bông lan quá à. Ai cái bánh bông lan trong xưa thầy có xe không mày? Đi Giang không? Giống bánh bông lan. Con cột nó bụng phệ quá mày. Giống bánh bông lan. Là một hộ trắng nữa nè. Con này chỉ có một con nữa mẹ. Đúng rồi, có một con. Nó hiếm lắm đó con ạ. Không phải muốn tìm ở đâu là tìm đâu. Con hổ đó con. Hổ màu trắng kìa. Đi coi khác nha. Con trắng rồi con. Hay là mình đi coi nhà tổ mà. Ok, đến đây mình xin kết thúc video đây. Video đã dài rồi và cũng đưa các bạn anh chị cùng dạo chơi ở Thảo Cầm Viên, Sài Gòn. Một cái khu rất là rộng và mát. Nếu có dịp tới Sài Gòn hay là bà con ở Sài Gòn có thể tới đây chơi và thăm ngắm cảnh cho các bé thiếu nhi đi chơi ở đây. Xin cảm ơn các bạn anh chị đã theo dõi video này. Xin chào và tạm biệt các bạn. Oh,